Xin chào các bạn, mình là Hằng Nguyễn, mình đến từ Four Sweet Season. Chào mừng các bạn quay trở lại với video thứ hai này của mình. Cũng giống như video thứ nhất, mình hy vọng những chia sẻ của mình trong việc làm bánh, nhất là bánh hoa kem bơ, sẽ truyền thêm cảm hứng và giúp các bạn thực hành làm bánh ở nhà một cách đơn giản nhất. Nào, cùng theo dõi video với mình nhé. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại từ đây. Có lẽ ba câu hỏi trong video đầu tiên chưa đủ để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc làm bánh, nhất là bánh hoa kem bơ. Chính vì vậy, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn và chị Hằng để trả lời các câu hỏi khác liên quan đến việc làm bánh nhé. Điểm trong inbox của fanpage For Sweet Season, em thấy có rất nhiều các câu hỏi các bạn thắc mắc về việc chúng ta nên sử dụng loại bơ nào để có thể cho ra một bánh kem bơ ngon nhất. Vậy chị có thể chia sẻ cho các bạn về điều này được không? Cảm ơn các bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình. Nhưng trong chia sẻ của mình ở cuốn ebook, mình đã giới thiệu qua cho các bạn về đặc tính đặc điểm của bơ. Bơ là một loại nguyên liệu khá phổ biến trong việc làm bánh. Việc lựa chọn bơ nào thì hoàn toàn thuộc vào các bạn, tùy vào khẩu vị của các bạn, tùy vào mục đích kinh doanh hay ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn bất cứ loại bơ nào mà mình muốn. Trong các công thức bánh quy bơ hoặc cốt bánh bông lan bơ thì bạn nên sử dụng các loại bơ có màu vàng đậm, như vậy thành phẩm sẽ ra ngon miệng và đẹp mắt hơn. Còn trong các công thức kem bơ thì các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn đều có thể lựa chọn những loại bơ mà mình thích tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, mình có một lời khuyên cho các bạn rằng vì bơ có nhiều sắc độ màu sắc khác nhau, độ béo khác nhau, nên trong việc làm bánh hoa kem bơ, bạn nên phối kết hợp các loại bơ với nhau. Ví dụ, về phần đề co hoa thì bạn nên sử dụng bơ có màu sắc nhạt nhất có thể, và với những bơ có màu sắc đậm hơn thì bạn nên dùng nó để trà nắng ở giữa các lớp bánh và xung quanh thành bánh nhé. Vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ loại bơ nào mà các bạn cảm thấy ngon hoặc dễ tìm xung quanh khu vực bạn sinh sống để làm kem bơ nhé. Và câu hỏi thứ hai ngày hôm nay là xoay quanh chủ đề bơ và kem bơ. Các bạn ấy rất muốn biết làm thế nào để có được một thành phẩm kem bơ trong, vì bản thân em cũng rất bị cuốn hút bởi những cánh hoa tự nhiên và những sắc trong trên bánh của chị. Thì chị có thể chia sẻ một chút được không ạ? Với câu hỏi này thì mình muốn chia sẻ với các bạn là khi các bạn có một thành phẩm kem bơ trong thì các bạn sẽ bắt ra được những bông hoa rất tự nhiên và đẹp. Nhưng mình đã chia sẻ và hướng dẫn chi tiết trong khóa học online của mình về các lưu ý để có thể tạo ra một thành phẩm kem bơ trong. Tuy nhiên, ngày hôm nay ở đây mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn mới làm quen với hoa kem bơ để tạo ra được một thành phẩm bơ trong nhất có thể. Trong dòng kem bơ có trứng, đặc biệt là dòng kem bơ kiểu Ý, để có thành phẩm kem bơ trong thì các bạn phải lưu ý luôn luôn giữ âu cánh bơ của mình ở nhiệt độ lạnh từ 15 đến 18 độ C. Vì vậy, các bạn ở vùng khí hậu nóng, các bạn hãy nhớ là cho bơ vào trong ngăn đá tủ lạnh trước khi sử dụng nhé. Việc để bơ trong ngăn đá tủ lạnh sẽ giúp cho các bạn trong quá trình đánh bơ dưới tác động của nhiệt độ môi trường, âu kem bơ của bạn không bị tăng nhiệt độ lên quá cao. Còn đối với các bạn ở vùng khí hậu lạnh từ 15 đến 18 độ C thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng được bơ ở nhiệt độ phòng nhé. Việc giữ âu kem bơ lạnh trong quá trình đánh bơ sẽ giúp bơ tách nước. Một điều kiện để kem bơ trong là kem bơ phải được tách nước. Như mình đã chia sẻ nhiều lần với các bạn trên trang cá nhân thì kem bơ trong hay kem bơ đục không quyết định đến chiếc bánh của bạn xấu hay đẹp. Điều quan trọng là các bạn hãy luyện tập ăn hoa thường xuyên và học cách phối màu trên chiếc bánh một cách trang nhã nhất. Ngay cả việc bạn sử dụng một loại hoa và một tông màu đơn sắc thì nếu biết cách, bạn vẫn có thể tạo ra những chiếc bánh sang trọng và đẹp đẽ. Phần 2 của video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đề co những bông hoa anh đào xinh xắn mà mình giới thiệu với các bạn trong video thứ nhất lên chiếc bánh. Đây là một phong cách vừa đơn giản, vừa trang nhã nhưng lại vô cùng đẹp mắt đó. Nào cùng theo dõi phần 2 với mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 2. Hôm nay mình sẽ trang trí một cây hoa anh đào lên chiếc bánh. Đầu tiên, các bạn chuẩn bị cho mình một phần cốt bánh đã được trà láng như thế này. Với các bạn chưa biết cách trà láng thì các bạn hãy theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một túi kem bơ màu nâu để làm thân cây. Chúng ta sẽ cắt một lỗ nhỏ ở phần đầu túi bắt kem. Mình sẽ vẽ khuôn thân cây trước.
sau đó sẽ bắt các đường kem chồng lên nhau để tạo cảm giác thân cây xù xì. Các bạn cứ làm như vậy liên tục. Sau khi hoàn thành phần thân cây, mình sẽ độn thêm phần kem trắng để chuẩn bị ghép hoa lên bánh. Các bạn sử dụng kéo và nhẹ nhàng đặt những bông hoa anh đào lên bánh, tạo thành các tán hoa. Để dễ dàng cho việc ghép hoa, các bạn hãy để khay hoa của mình vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 5 đến 10 phút, như vậy bông hoa sẽ hơi cứng lại và bạn sẽ gắp hoa một cách dễ dàng nhất.
bạn có thể trang trí một vài cánh hoa rơi ở phần thân bánh, như vậy trông sẽ đẹp hơn. Cây hoa anh đào này khá là ít lá, vì vậy bạn chỉ cần điểm một vài chiếc lá giữa các bông hoa. Mình sẽ sử dụng đuôi 352 để điểm phần lá nhé. Đây là một phong cách trang trí khá là đơn giản. Mình hy vọng video clip này sẽ giúp ích cho các bạn trang trí bánh ở tại nhà. Như vậy mình đã hoàn thành cây hoa anh đào rồi. Hãy nhớ theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.